Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình Và mình là KDL Gaming TV đây Rồi thì các bạn ơi, thì... Thôi đi các bạn nhá, thì mấy ngày hôm nay mình không làm được clip cũng không livestream với các bạn Đấy thì mình cũng có đăng bài uh, thông báo ở trên tab cộng đồng rồi Nhưng mà chắc là nhiều bạn không biết Thì lý do là mình bị ốm các bạn ạ Đó thì mình thời gian này mình mới ra Hà Nội xong Nên là mình bị ốm Đấy thì nay làm clip đấy sâu mặt luôn cho các bạn xem nhá các bạn lại bảo thắc mắc mặt mình như thế nào cứ, cứ kêu mình sâu mặt mà rõ ràng là mấy khi mình livestream thì mình cũng có sâu mặt rồi đó thì các bạn uh, biết nha đây này clip này thông báo với các bạn biết luôn thì giờ mình khỏi ốm rồi các bạn ạ uh, mình khỏi ốm rồi nên là mình sẽ cố gắng là uh, từ ngày mai đi sau cái clip này uh, xong thì từ ngày mai mình sẽ cố gắng là chăm chỉ làm uh, clip cũng như là livestream với các bạn nha Đấy, nhưng mà sau khi clip này đăng lên thì tối hôm nay 19 giờ các bạn nhớ vào xem livestream ủng hộ mình nhé Thì dạo này các bạn hay quên hay sao ấy nhỉ Chắc là các bạn hay quên Đấy, thì không vào xem livestream ủng hộ mình rồi Đấy, nên là nhắc nhẹ một chút nha à, nhắc nhẹ đấy Đó, thì cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi mình Thì đây, mình sẽ qua cái màn hình Youtube một chút Đây, mở cam lên cho các bạn xem luôn nhá thì đây nè. Ấy lúc nào mà mình có việc gì bạn hay là mình bị làm sao thì mình ốm cái gì mình có đăng lên cái tab cộng đồng ở trên kênh YouTube của mình nhé các bạn. Nên nếu bạn nào mà thấy mình không livestream hoặc là mình không đăng clip thì có thể là uh, lên cái tab cộng đồng này xem giúp mình nhá. Đấy thì mình hôm mình bị ốm nên là mình có đăng một cái bài lên đây là mình xin phép off một hôm. Đấy. Off một hôm mà thành ra off hai hôm các bạn ạ. Sorry các bạn nhiều nhá. Thì mình đăng đăng một bài thôi, một một lần thôi được chỉ phải đăng hai lần ba lần làm gì cho nó với lại mình ốm mình uh, quên các bạn ạ, ốm mình mệt quá mình nghỉ ngơi mình quên đấy, đây nhá các bạn ơi, uh, các bạn nhớ là theo dõi cái tháp cộng đồng này nếu mà lúc nào mình bị làm sao mình có thể đăng lên đây cho các bạn biết nhá, tại vì bị mệt hoặc bận gì đó thì mình không thể nào mà uh, làm video được. Còn đây đây là cái video ngày hôm trước này có cái video mà mini mini game để mà tặng cánh cho các bạn đấy thì hiện tại mình ốm nên là mình cũng chưa check để mình trao giải thưởng cho bạn thắng cái mini game này nên là clip ngày mai nhá. clip ngày mai mình sẽ trao giải cho bạn thắng mini game này nhá còn giờ thì không biết làm sao nữa đấy mình ngồi làm clip đại này đăng lên cho các bạn biết tình hình của mình hiện tại nhá là khỏi ốm rồi nhá các bạn đấy thì bắt đầu từ ngày mai thì sẽ cố gắng là chăm chỉ hơn nhá các bạn mình mới ra hà nội nên là có vẻ như chưa quen với cái khí hậu này. Hoặc là chưa quen chỗ ở nên là nó bị ốm một chút các bạn. Nhưng mà nghỉ ngơi uống thuốc cái khỏi thôi. Mong các bạn ủng hộ mình thật là nhiều nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy bắt đầu từ ngày mai cố gắng là làm những cái sáng tạo những cái nội dung thật là hay cho các bạn xem. Đấy, còn bạn nào mà chưa đăng ký kênh TikTok cũng như là YouTube mới của mình thì có thể là vào đăng ký giúp mình nhá. Đây. kênh Đây là hai kênh YouTube của mình nhá, làm về game Play Together này, có cái kênh nhạc đây thì Uh, mình, mình đăng về nhạc đấy nhưng mà các bạn nào muốn nghe nhạc thì vào nghe nhá ok còn uh, kênh tiktok nữa uh, còn một kênh tiktok nữa các bạn ơi đây tiktok đây dưới đây dưới đây dưới đây các bạn ơi đây tiktok đây nhá các bạn ở đâu nhỉ à đây đây đây, đây. trên này trên này đây tiktok kd gaming tv nha mình mới tạo thôi các bạn ơi mình mới tạo kênh mới tại vì cái kênh cũ mình bỏ rồi đây là kênh mới nha các bạn cứ gõ chữ a còng rồi k giờ l game Minh TV là ra nha Kênh chính của mình đấy các bạn không Mình chưa nổi tiếng lắm nên là chẳng có ai mạo danh đâu Thế thôi nhá Còn giờ thì clip mình có vẻ là mình off tại đây thôi ờ, Ngày mai cố gắng làm nhiều clip về Play Together hay hay cho các bạn xem nha Mình sẽ cố gắng là nghĩ nát đầu nát óc ra để làm những cái video thật là hay cho các bạn à, xem nhá Còn giờ thì cảm ơn các bạn đã xem đến cuối clip này Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo vào ngày mai Bye bye